Do kè hai bóng hồng từng vướng tin đồn hẹn hò với Sơn Tùng, Kiều Bảo Trâm và Hải Thú, người âm thầm trong bóng tối gần cả thập kỷ, kẻ mới xuất hiện đã được cưng chiều hết gác. Theo cư dân mạng đồn đoán, Kiều Bảo Trâm và Sơn Tùng bắt đầu hẹn hò vào năm 2013 khi cả hai mới 19 tuổi, cặp đôi vẫn thường xuyên bị netizen soi dùng đồ đôi hoặc đi du lịch chung và check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên, 8 năm thanh xuân bên Sơn Tùng, Kiều Bảo Trâm cũng chỉ được xem là bạn gái tin đồn, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận, cũng không hề phủ nhận những thông tin về mối quan hệ của mình. Cuối cùng, sau gần cả thập kỷ, mối tình này cũng chỉ dừng ở mức đồn đoán. Người trong cuộc chưa kịp lên tiếng thì mối tình đã phải đặt dấu chấm hết. Năm 2020, Hải Tú debut với tư cách là gà cưng của chủ tịch. Nếu như Kiều Bảo Trâm chưa từng một lần được công khai xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng, thì Hải Tú đã nghiễm nhiên trở thành nàng thơ trong tất cả MV của sếp. Với drama trai xanh đầy tai tiếng, Hải Tú được cho là người thứ ba xếp vào cuộc tình 8 năm thanh xuân của Sơn Tùng và Kiều Bảo Trâm. Sau quãng thời gian dài ở ẩn, Hải Tú đã comeback hoành tráng trong MV Chúng Ta Của Tương Lai. Hiện tại, ngoài mẹ ruột thì Hải Tú là cô gái duy nhất được Sơn Tùng công khai đăng ảnh trên Instagram. Cô cũng là sao nữ hiếm hoi được sếp follow trên mạng xã hội. Hải Tú được nhiều người nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng, đẹp mặn mà hơn trước. Quả thật, danh xưng nàng thơ dành cho Hải Tú là không sai vì vẻ đẹp yêu kiều, ngọt ngào và nhẹ nhàng của cô.